cùng giành hai trận thắng liên tiếp. Cả Urawa Red Diamonds và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều đã sớm giành quyền vào vòng tứ kết, nhưng cả hai đội đều quyết tâm thi đấu tốt cũng như thận trọng khi đánh giá về nhau. Ban huấn luyện đã lên phương án sử dụng lực lượng tốt nhất, phong độ tốt nhất thi đấu ngày mai. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh muốn đạt chất lượng chuyên môn tốt nhất. Hai trận đấu đã qua không hề dễ dàng. Đài Trung Blue One và Odisha đều rất quyết tâm. Ngày mai, chúng tôi muốn cống hiến cho người hâm một trận đấu tốt nhất. Hy vọng rằng thời tiết sẽ ủng hộ trận đấu ngày mai, huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phẩm nói. Màn đối đầu này cũng mang ý nghĩa quyết định ai sẽ đứng đầu bảng C khi cả hai đội đều sớm giành vé đi tiếp. Trong đó câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh do kém về hiệu số nên cần phải giành chiến thắng. Tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân nhận định, bản thân tôi cố gắng có thể trạng tốt nhất trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Hy vọng rằng chúng tôi và cá nhân các ngoại binh sẽ có bàn thắng ở trận ngày mai. Họ thi đấu rất hay và đóng góp vào thành tích chung của toàn đội nhưng thiếu một chút may mắn để ghi bàn. Về phía Urawa Red Diamonds, huấn luyện viên Naoki Kusanoos nói, chúng tôi vừa trải qua trận đấu rất khó khăn với Đài Trung Blue One. Ngày mai, Urawa Red Diamonds sẽ đưa ra đội hình và chiến thuật dựa theo tình hình thời tiết. Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào màn trình diễn của bản thân, hạn chế chấn thương và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Trong khi đó, cầu thủ Mei Shimada bày tỏ, tôi sẽ cố gắng giữ cho tinh thần, thể lực cũng như bản thân không xảy ra điều gì đáng tiếc như chấn thương. Đối phương có mạnh hay như thế nào thì Urawa Red Diamonds vẫn giữ quan điểm sẽ chơi tinh thần tốt nhất trong trận đấu ngày mai. Cuộc so tài giữa câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Urawa Red Diamonds diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 10. Trước đó vào lúc 15 giờ là cuộc so tài giữa Đài Trung Blue One và Odisha.